Alo, xin chào mừng quý đạo đã quay trở lại với Da Vinci Dev. Ở cái video trước mình đã giới thiệu cho mọi người về cái biome và cách mà định nghĩa một cái object, một cái model và mình gen ra từ cái model đó mình gen được cái table. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người cách để mà mình insert, nghĩa là create insert cái object này vào trong DB. Mà trước khi làm như vậy thì mình muốn sửa cái object này lại xíu, mình không muốn cái ID này là AutoNRE là nó là Rarity key nữa. Tại vì thường thì trong cái danh bạ của mình thì số điện thoại nó sẽ là duy nhất, nó như vậy. Thì mình sẽ sửa nó, cái phone number của mình nó sẽ là cái Rarity key. Thì khi mà sửa xong như vậy á thì ở đây mình sẽ đổi cái này là thành true ha, và mình chạy cái server của mình. Rồi, server của mình đã chạy, bây giờ mình refresh lại cái table của mình để mình xem những cái column nó đúng chưa. Rồi bây giờ nó đúng rồi nè. Cái phone number của mình bây giờ nó là library key rồi nè. Rồi. Vậy thì khi mà sửa xong thì nhớ set lại là thành fail để nó đừng có drop cái DB của mình ha. Thì vậy thì đầu tiên là mình muốn insert vào thì mình viết cái một cái function gọi là insert ha. Thì cái này nó function này mình có thể cho nó là một cái receiver function luôn cũng được. Gọi là insert. Vậy thì nếu mà mình receiver function thì mình không cần truyền cái param vào ha. Thì cái cách để mà mình insert xuống thì mình xài ôm ha. R mà đây chấm new orm. Rồi thì bây giờ nó sẽ là chấm insert, thì nó sẽ insert vào nó truyền vào một cái interface, nghĩa là một interface đó thực ra là một cái con trỏ tới một cái struct của mình, thì nó chính là C ha, và nó trả về một con số và một cái arrow. Cái con số này thì nó có nghĩa là một cái số record nó ở trong khi mà nó insert vào á, nó nằm ở record thứ bao nhiêu á, còn mỗi nằm ở row thứ bao nhiêu, còn cái này là arrow thì mình ở đây mình chỉ quan tâm cái arrow của nó thôi. Thì mình sẽ return cái arrow này về ha, và đồng thời mình cũng lock ra rep là insert contact arrow, nghĩa là mình lock cả cái contact ra và mình lock cái error ra luôn để mình biết là mình insert cái contact nào nó bị sai. Rồi và mình return cái error về. Còn nếu như mà insert thành công thì mình lock là insert successful rồi. Và return in. Có nghĩa là đây là mình sẽ nêu cái ôm ra và mình gọi cái hàm insert thì nó sẽ insert vào trong DB cho mình. Mình xử lý dựa trên cái tạm gọi nó là object đi ha. Nhưng mà struct nhưng mà mình cứ hiểu nó là một cái object đi, nó là một cái model đi. Rồi.
Vậy thì bây giờ mình phải viết một cái API để client nó gọi lên server thì server nó mới đi insert, chứ chả lẽ mình không không mình đi insert đúng không? Vậy giờ mình sẽ viết một cái gRPC API gọi là insert. Insert thì nó sẽ có một cái gọi là insert request, và nó sẽ return về cái insert response. Rồi, thì nó báo là insert request và insert response của mình nó chưa có gì hết. Rồi, vậy thì mình đầu tiên là mình sẽ khai báo message. Đầu tiên là mình sẽ khai báo message contact, cái struct contact của mình. Cái contact của mình thì đầu tiên là nó sẽ có là một cái string phone number. Rồi string name và string address. Rồi vậy thì cái message insert request. Insert request này thì mình sẽ truyền lên một cái contact. Insert request này mình đưa cái contact mà mình muốn insert lên, và insert response thì mình sẽ trả về cái gì đây? Mình trả về cái gì ta? Insert response thì mình sẽ trả về một cái gọi là số in in 32 đi, kêu là status code, và một cái string gọi là message. Nghĩa là khi mà insert thành công thì tôi sẽ trả, khi mà gọi cái request insert này thì mình sẽ trả về một cái response, trong đó nó có một cái status code và một cái message. Cái này có nghĩa là mình sẽ báo cho client biết là mình sẽ trả vào cái mã lỗi, vào cái test tương ứng với cái mã lỗi đó ha, cái một cái status code đó. Thì nếu như mà status code mà nó bằng không, đúng không? Status code mà nó bằng không thì nó là success ha, còn khác không thì nó là error. Vậy đi để cho đơn giản ha. Rồi vậy thì đầu tiên là mình sẽ make gen gen cái gì đây, gen gen contact. Ok, vậy thì cái file nó đã gen xong rồi nè, gen xong cái file bb rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình kiếm, mình kiếm, mình kiếm, mình kiếm. Service client, service server. Đây. Mình kiếm cái thằng này, mình về mình implement cho cái model của mình. Và này là request và nó phải là contact bb chấm, cái này cũng vậy, nó phải là contact bb chấm insert response. Rồi, ok.
Vậy thì mình ở đây, mình công việc của mình là mình sẽ chuyển từ cái canh tác ở trong cái rotobook thành cái canh tác mà mình sử dụng để mình insert. Thì bây giờ mình sẽ viết một cái function đi. Cái function convert đi cho nó chuyên nghiệp ha. Convert protobuf contact thành contact info. Thì mình sẽ trả về đưa vào một cái calculator bb chấm ha, đưa vào một cái về với contact. Insert. À, sao calculator nhỉ? Sai. Là contact bb chấm contact. Ha. Và mình sẽ trả về gọi là một cái contact info. Rồi. Insert request nó là một cái contact. Rồi, thì trong function này thì mình sẽ return về một cái contact info. Trong đó có phone number thì nó là bằng rotobuf contact chấm phone number, rồi name thì nó bằng rotobuf contact chấm name, và address thì nó bằng rotobuf contact chấm address. Ok, vậy cho nó chuyên nghiệp ha. Là mình giờ mình có cái request rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái contact info ha, viết tắt contact info chấm bằng convert cái request chấm contact. Rồi thì arrow nó sẽ bằng là chấm insert được chưa. Rồi vậy thì nếu trong trường hợp mà xảy ra error ha, nếu error nó khác nên thì trong hàm insert này mình đã có lock insert ở rồi, này mình khỏi còn lock cũng được ha. Vậy thì mình sẽ trả về một cái gọi là rbc startup đi, error ha. Cái code của nó thì nó sẽ là code gì ra invalid argument, và cái message của nó sẽ là insert error. Giống như cái câu lốc mà mình đã xử lý luôn, có nghĩa là mình sẽ lốc ra cái object đó và mình return cái error này về ha. Còn ngược lại thì mình return in, nghĩa là trường hợp cái response thì cái response chỗ này nó sẽ là nil, và insert response thì lúc này nếu mà nó thành công ha, nó thành công thì mình sẽ trả dùm cái response thì mình sẽ là response
Bon bằng contact bb chấm insert response, và status code của mình lúc này nó bằng bằng không, và cái message của mình lúc này nó sẽ là ok chẳng hạn vậy. Ok. Trường hợp trên này mình cũng có thể là mình sẽ trả về cái response này với một cái status nó là ví dụ như là -1 chẳng hạn, và mình báo là insert euro chẳng hạn vậy đó. Mình có thể nghĩa là mình cũng có thể làm như vậy thôi, bây giờ mình làm như vậy đi chứ, để cái mình làm vậy cũng được ha, mình trả về euro cũng được và mình trả như này cũng được, tùy theo cách mà mình muốn xử lý như thế nào thôi. Như cái này thì mình sẽ sử dụng tận dụng cái gọi là grpc euro, mình trả cho cái euro này. Trong trường hợp này thí dụ mình muốn tận dụng cái message reborn này để gọi là mình client nó sẽ dựa vào cái status code của message của mình để nó xử lý thêm chẳng hạn, thì mình sẽ trả về như vậy đi. Mình cũng return cái response này và error là nil luôn. Rồi, vậy thì mình chỗ này mình cũng return cái response này và nil nếu như trong trường hợp nó thành công ha. Đây là chỗ này là tùy ha, tùy mình xử lý lỗi, mình muốn xử lý lỗi như thế nào, thì cái cách thức mà mình muốn xử lý lỗi và cái response mà mình thiết kế trả về như thế nào. Trong trường hợp này tôi thích tôi trả về -1 vậy đó. Rồi, nghe coi như là xong cái phần insert trên server. Bây giờ muốn trước khi mà làm như vậy thì mình phải log ra luôn ha. Chấm printf là calling insert đưa vào cái request chấm contact. Rồi, nó cho nó biết là nó đang gọi insert một cái contact ha. Model những cái hàm lock lúc nãy của mình thì mình cũng nên xuống dòng cái cho đẹp. Rồi, bây giờ tiếp tục implement cái thằng client của mình. Thì client của mình sẽ coi copy của cái anh trên này ha. Mình sẽ copy của cái anh trên này xuống cho nó lẹ ha. Mình không cần phải ngồi suy nghĩ phức tạp. Nhớ này nhớ kia. Rồi thì đầu tiên cái này nó sẽ là mình không cần skill, nó sẽ là with skill. Rồi, cái server mình nó chạy ở cái bọt là bao nhiêu ta, đâu rồi ta, đây, cái server mình chạy bọt là 5070 ha, đây 70 và nó là contact bb chấm new rồi tiếp tục mình define cái hàm gọi là insert. Insert contact truyền vào string ba cái là phone, name và address, nó đều là string hết. Đúng chưa? Thì bên cạnh đó thì phải đưa vào một cái gọi là contact service client
ha, đó là contactbb.contactservice-client. Rồi đây mình sẽ gọi insert contact, ví dụ như cái client của mình đây. Rồi phone number mình muốn đặt cái phone số bao nhiêu cũng được, 0987. Rồi vậy đi, name thì gọi là contact 1, address thì nó là address 1. Rồi bây giờ mình implement cái hàm insert của mình thì mình sẽ sử dụng cái client insert context chấm background và một cái insert request. Cái request, rồi cái request của mình thì nó sẽ bằng là contact bb chấm insert request. Trong cái insert request này thì nó cần một cái contact. Contact nó là một cái con trỏ của dữ liệu contact này, và mình cần cái phone number nó sẽ là phone, name nó sẽ là name và address nó sẽ là address. Và này nó sẽ là con trỏ. Rồi, tất nhiên là mình sẽ hứng cái response và cái error của nó về. Thì nếu error khác nên thì log chấm net. Rồi con insert error. Error. Rồi mình return luôn. Rồi, còn không thì mình sẽ trả về là log.printf insert response. Thì mình đưa cái response của nó vào đây ha. Mình đưa cái response của cái GRPC vào đây. Ok. Rồi, bây giờ đầu tiên là mình sẽ chạy cái server mình lên. Mac run. Đây, đây, để tôi chạy ở đây đi. CD robots show github chấm k chấm số chấm bánh tặng. Rồi mac run server. Ok, server đang chạy. Ok, rồi tạo ra một cái anh client nhỏ nhỏ đây. Rồi mình cũng rồi vậy thì bây giờ mình sẽ thử chạy client ha, thử chạy cái client xem là nó có hoạt động hay không. Ok, chạy. A few moments later. Rồi, nó có báo gì đây? Là nó gọi insert phone number là 0987 name contact 1 address và
Nó insert thành công. Đây, nó insert thành công rồi. Ok ha. Giờ mình vô thử cái table này ha. Mình gọi thử một cái hàm gọi là select. Đây, select thì nó ra được cái phone number, đây contact hoặc address của mình đấy, nó ra được kết quả ở trong cái này, hay nghĩa là nó đã chạy đúng, nó không phải xạo với mình đó. Rồi bây giờ mình nghĩa là cái phone number nó ra Ricky đúng không, nếu mà đúng thì mình, nếu mình chạy client lại lần nữa với đúng cái giá trị này luôn, đúng giá trị cùng kỳ á thì nó phải báo lỗi, đúng chưa? Này, này nó đầu tiên là nó reset, là nó báo là respond, ok, đúng chưa? Rồi, bây giờ mình chạy lại, mình run client lại một lần nữa. Đây, bây giờ nó báo lỗi nè. Nó báo lỗi nè, insert response status code là trừ 1 với cái message là insert error duplicate in try. Nói gì nó là primary, thấy chưa? Đó. Đó, như vậy thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn làm thế nào để mà mình có thể insert một cái gọi là cái model bằng cái BOM này. Đó, rất là dễ, cực kỳ dễ luôn, code này cực kỳ dễ, code truyền âm nó sướng. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp, mình sẽ làm tiếp những cái API giống như read hay là update, delete các kiểu ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tới.